quý vị thấy là đây là cái gì đấy? Đây là hình ảnh của lớp không ạ? Lớp đầu tiên là lớp ngoài giới, giới hạt trong, thấy không? Rồi tiếp đến là lớp sợi thần kinh, thấy không? Các cái sợi thần kinh ấy nó sẽ gom lại, nó sẽ gom lại ở đâu? Ở tạo thành gai thịt, tạo thành nhĩ thịt, tất cả các dây thần kinh đấy, cái sợi thần kinh đấy, cái sợi đấy là sợi sợi trục, bất cứ một cái sợi này. Và bên trong này nó gọi là tế bào hạch, đây là lớp tế bào hạch. Thì mỗi một tế bào hạch ấy nó sẽ có hai cái tua, tua đầu tiên nghĩa là sợi trục, phía sau nó sao, sau là cái tua phía sau. Thì tất cả những cái sợi trục của tế bào hạch ấy sẽ gom lại để tạo thành dây thần kinh xác. Và tất cả các tế bào hạch ấy, nó sẽ nằm rải rác ở đâu? Toàn bộ võng mạc. Và cái đuôi của nó ở phía sau thì nó sẽ giao, nó sẽ sao? Nó sẽ ra với tế bào lưỡng cực. Tế bào lưỡng cực ở đây hay còn gọi là lớp nhân trong. Lớp nhân trong này thì sao? Cũng có một cái sợi trục sao gắn với để giao qua với cái tế bào hạch này, tạo thành đám rối gì đây? Đám rối trong. Như vậy đây chính là lớp tế bào lưỡng cực. Và cái tế bào lưỡng cực này nó có sợi trục, nó sẽ gắn với cái này, đồng thời nó có cái cua ở phía sau gắn phía sau để nó sẽ nối với nhân của tế bào gì? Tế bào que và nó. Sẽ có tế bào que và nó để tạo thành đám rối ngoài chỗ này. Tạo thành đám rối ngoài. Và cái nhân của tế bào que và nó đấy, nó sẽ có cái tua của nó sẽ có hai cái loại tua. Nếu mà tua dài thì gọi là tế bào gì? Tế bào que, nhá. Nằm ở đâu? Nằm ở xung quanh ở võng mạc. Và tế bào que nhạy cảm với ánh sáng, lúc sáng hay lúc tối? Tối. Lúc tối, lúc coi như là trạng vạng tối và buổi tối, nhá. Và cái tế bào bầu hơn, tròn hơn, người ta gọi là tế bào nón. Tế bào nón nằm ở đâu? Nằm ở hoàng điểm. Tế bào nón chỉ nằm ở đâu? Hoàng điểm mà thôi. Có hai chức năng của tế bào nón để làm gì? Chức năng tế bào nón để làm gì? Có hai chức năng tế bào nón để làm gì? Chức năng của tế bào nón là để thị lực. Chúng ta nhìn thị lực là thế nào? Thị lực là khả năng nhận biết rõ chi tiết của đồ vật. Thì lực rất là quan trọng, thấy không? Thì phụ trách bởi tế bào nó. Còn tế bào que không có thị lực. Và khi sao thị lực là muốn nhìn rõ thị lực thì phải sao? Phải có ánh sáng rõ hơn. Và khi ánh sáng rõ hơn thì nó có chức năng gì đó? Màu sắc. Nếu như mà hư thị lực, cái gì? Nếu như mà sao giảm thị lực lại giảm màu sắc thì chứng tỏ là tổn hại tế bào que. Hay ngược lại, nếu tế bào nón, hay ngược lại nếu tổn hại tế bào nón sẽ ảnh hưởng đến gì? Đến thị lực và sắc giác. Như vậy tất cả cái lớp của võng mạc ở đây các anh các chị sẽ sao? Và lớp que của nón nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm trên cái nền là tế bào gì? Tế bào biểu mô sắc tố. Ở đây là tế bào biểu mô sắc tố. Tế bào biểu mô sắc tố. Và tiếp đến là lớp màng Bruch. Và tiếp ở phía sau đó là hệ thống gì? Mạch máu của màng Bồ đào. Như vậy thì tất cả từng cái lớp này, từng lớp sợi thần kinh này, từng lớp que và nón này, tất cả đều có thể bị gì? Bị tổn hại. Ví dụ tổn hại nhân của tế bào hạch, tất cả những cái tổn hại của nhân tế bào hạch hay lớp sợi thần kinh, thì tất cả những tế bào hạch đấy, tất cả các nhân của các cái lớp nhân trong, nhân ngoài, các lớp đám rối này và các sợi thần kinh này sẽ được nuôi dưỡng bởi gì? Bởi mạch máu. Như vậy tất cả các cái mạch máu ấy, nuôi dưỡng ấy, nó bị tổn hại trong trường hợp nào? Điển hình nhất là trong trường hợp mà tổn hại mạch máu thì trong trường hợp nào? Ví dụ tắc động mạch trung tâm của mạch, tắc tính mạch trung tâm của mạch thì sẽ gây sao? Không được tế bào hạch, không được các sợi kinh, không được nuôi dưỡng thì sẽ tổn hại như vậy. Ví dụ trong bệnh gì nữa mà tổn hại các lớp sợi thần kinh mà các anh chị đã học rồi, ví dụ bệnh gì? Ví dụ bệnh glaucoma chẳng hạn như vậy. Bệnh glaucoma cho đến bây giờ người ta vẫn chưa hiểu tại sao nó lại gây. Có thể do người ta cho rằng nó tăng nhãn áp, nhưng có thể là do sự lập trình
tổn hại của các gây sao, gây tổn hại gì lớp tế bào hạch và lớp sợi thần kinh. Vì vậy trong bệnh lâu côn họ làm gì? Họ sẽ đo cái lớp sợi thần kinh ấy bằng OCT để người ta biết được là tiến triển mức độ nặng nhẹ và để chẩn đoán bệnh lâu côn bằng cách gì? Đo cái bề dày của lớp sợi thần kinh này, ví dụ như thế. Và sau này có những máy hiện đại hơn, người ta sẽ đo cái độ dày của tế bào hạch, ví dụ như vậy. Và sao? Đấy là tất cả những cái tổn hại của từng lớp sợi này nó mà các chị sẽ phải học giải rác trong 2 đến 3 năm để các chị biết được, và sau này các chị đi chuyên sâu về một từng bệnh một võng mạch. Như vậy thì tất cả những bệnh lý này tôi cũng nhắc lại, ví dụ bệnh lâu côn, ví dụ tắc động mạch trung tâm võng mạch, tắc động mạch trung tâm võng mạch, ví dụ những bệnh về thoái hóa di truyền, ví dụ như bệnh viêm võng mạch sắc tố, tổn hại tế bào que chẳng hạn như vậy. Ví dụ như là bệnh BES hay bệnh Stargardt chẳng hạn như vậy, hay bệnh lỗ hoàn điểm nó tổn hại cái gì lớp tế bào nón chẳng hạn như vậy, thì tất cả những cái bệnh đấy các anh chị sẽ dần dần sẽ được khám phá, hiểu không? Hôm nay tôi chỉ nói đó là cái gì lớp gì biểu mô sắc tố bị tổn hại, nó sẽ gây nên một cái bệnh lý rất là đặc trưng, rất là điển hình, rất là quan trọng, đó là bệnh thoái hóa hoàn điểm. Đương nhiên chỉ xảy ra ở hoàng điểm mà thôi, thoái hóa hoàng điểm. Và sao? Nó sao? Nó sẽ chỉ liên quan đến gì? Đến tuổi già mà thôi. Tuổi già là bao nhiêu? Thế nào gọi là tuổi già? Bao nhiêu tuổi thì gọi là già? 40 tuổi được không? Hả? 40 tuổi thì cách đây khoảng 500 năm, 40 tuổi là già. 30 tuổi là thanh xuân. Tất cả các ông vua của Trung Quốc hiếm khi mà vượt quá 39 tuổi. Thế 40 tuổi là già rồi. Người ta bảo vua là sướng, chưa chắc đâu, vua chết non lắm, phải không? Còn bây giờ thì theo tiêu chuẩn bao nhiêu là già? Ví dụ đục thủy tinh bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi trở nên đục thủy tinh là tuổi già? Thường là trên 50 tuổi. Nhưng mà bây giờ có thể họ sẽ thay đổi 60 tuổi, 50 tuổi cũng còn trẻ lắm, phải không? 50 tuổi trở lên thì cũng liên quan đến tuổi già. Còn nếu 40 tuổi mà thoái hóa hoàn điểm thì không gọi là tuổi già. Như vậy một trong những cái tên rõ ràng đó là thứ nhất là bệnh, đó là bệnh thoái hóa, và chỉ ở đâu? Chỉ ở hoàng điểm là thôi. Và ba cái đó là sao? Đó là tuổi. Như vậy ba cái đấy nó sẽ tạo thành cái tên của gì? Thoái hóa hoàng điểm liên quan tuổi già. Alo. Như vậy ba cái tên này các anh các chị phải nắm. Và bệnh này là một trong những bệnh quan trọng nhất hiện nay ở trên thế giới, đương nhiên ở thời điểm hiện tại. Vì vậy không ai không biết bệnh này. Các anh chị thấy chưa? Rồi, định nghĩa tên của nó là age-related macular, chữ A, chữ E, chữ M, viết tắt là chữ A-M. Là sao? Nó liên quan đến tuổi già, degeneration, tức là AMD. Các anh chị sẽ phải biết từ tiếng Anh. Bác sĩ mà không biết tiếng Anh thì không gọi là bác sĩ. Như vậy tất cả mọi người đều phải biết tiếng Anh. Nói câu đấy. Bác sĩ là một, nếu như bác sĩ không biết tiếng Anh thì không gọi là bác sĩ. Nếu biết tiếng Anh không thì không, đương nhiên không gọi là bác sĩ, phải không? Có rất nhiều người họ giỏi tiếng Anh nhưng mà không có phải bác sĩ. Nhưng nếu bác sĩ mà lại không biết tiếng Anh thì đấy cũng không gọi là bác sĩ. Bác sĩ đúng nghĩa phải biết tiếng Anh. Đồng nghĩa là như vậy. Đương nhiên là anh nhé, đúng ra là người ta gọi ngày xưa, ví dụ cách đây 50 năm, chỉ cần nói bác sĩ thôi là đủ rồi. Tại vì ông bác sĩ thì biết tất cả. Cả tiếng Anh, tiếng Pháp, cả trên trời dẫn địa lý, cả trong, cả ngoài, cả trên, cả dưới. Nhưng mà sau đó là sau có cuộc cách mạng gì từ năm 45 trở lên thì sau đó bác sĩ sẽ bị mất tất cả những cái kia đi. Trên, dưới, ngoài chỉ biết mỗi chữ bác sĩ thôi. Còn bây giờ chúng ta là quay trở lại là tất cả bác sĩ phải biết tiếng Anh. Tiếng Pháp thì hơi là một ngày để muốn nói điều ấy rất là quan trọng. Nên các chị biết rồi, đúng không? Cứ không cần phải nói làm gì nữa, đúng không? Cứ cần phải tại sao lại như vậy nữa. Nhưng mà điều ấy rất là quan trọng. Điều ấy rất là quan trọng. Rồi, đó là gì? Bệnh AMD. AMD tức là một bệnh lý thoái hóa. Đó là một bệnh lý thoái hóa, degeneration. Và chữ thoái hóa ấy hắn ảnh hưởng, hắn tác động lên ở đâu?
ở mỗi một cái chỗ chấm nhỏ thôi, chấm tí tí thôi, người ta gọi là hoàn điểm macular đấy. Đương nhiên cái đấy thoái hóa nó có thể xảy ra ở bất cứ ở chỗ nào, có thể xảy ra ở tay, ở chân, ở mắt, ở vùng vùng bẹn, vùng mắt cá, nhưng mà chẳng sao cả, nhưng nó lại ảnh hưởng mỗi con mắt thôi. Ví dụ như vậy, cái thoái hóa đấy ở mỗi con mắt thôi, và trong con mắt đấy là nó lại chấm mỗi cái đầu ghim như thôi, đó là macular đấy. Còn cái sự thoái hóa này nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi. Ví dụ như da của tôi càng ngày càng nhão đi, có đồi mồi đi, càng ngày càng chắc vẩy đi, càng ngày càng sạm đi, nó không căng mịn nữa. Ví dụ như vậy, đấy là quá trình thoái hóa. Nhưng mà nó xảy ra ở bất cứ chỗ nào, ở bụng, ở bẹn hay là ở ngực chẳng sao cả, nhưng nó lại xảy ra ở mỗi một cái chấm, đó là hoàng điểm. Và cái điều ấy cực kỳ quan trọng, tại vì hoàng điểm phụ trách cái gì? Thị lực, màu sắc, à, vấn đề là như vậy. Và dấu hiệu lâm sàng, lâm sàng các anh các chị sẽ khám sẽ có hai cái đặc trưng, đó là drusen và sự biến đổi biểu mô sắc tố. Có hai cái các chị dùng cái đèn soi đấy, mắt đấy, dùng cái kính vôn đấy sẽ khám sẽ thấy hai cái drusen và lớp biến đổi biểu mô sắc tố. Biểu mô sắc tố có biết không? À, các chị biết biểu mô sắc tố nằm ở đâu rồi, tất cả điều đấy. Và thị lực sẽ giảm ở giai đoạn cuối. À, như vậy các anh các chị sẽ phải học thuộc định nghĩa, chỉ cần học thuộc cái định nghĩa này thôi thì anh chị biết được sao là có thể là sao, à, mò mẫm ra được cái bệnh này. Cứ nói đại ra là có thể được. Đương nhiên người bắn rau bắn cá thì không thể nói được, nhưng mà chúng ta có thể nói. À, xin lỗi. Alo. À, vấn đề như vậy vào giai đoạn cuối cùng nó sẽ gây giảm thị lực. À, tóm lại đó là bệnh gì? Đó là bệnh lý thoái hóa liên quan đến tuổi già, và nó chỉ xảy ra ở hoàng điểm, và nó biểu hiện bằng cái gì? Trên lâm sàng bằng drusen, và sau này drusen là cái gì? Những phần đấy tôi đã dạy trước cái phần gì bệnh lý võng mạc rồi. Chưa chưa võng mạc tôi đã nói drusen là gì. Drusen là cái gì? Những cái chấm có màu gì? Màu vàng trắng, kích cỡ bao nhiêu? À, trên dưới 63 micron, nằm rải rác ở cực sau. Bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là lipofuscin. Nó là gì? Nó là phân, nó là gì? Nó là cặn bã. Nó là chất gì? Chất tiểu, chất giống như con người đã thải ra ấy. Thay vì con người thải ra phân với nước tiểu thì cái lớp biểu mô sắc tố đấy nó cũng hấp thu, nó cũng thải ra. Và nó thải ra cái phân nước tiểu ấy không phải phân và nước tiểu mà là cái gì? Mà là drusen. Và biểu hiện nhìn thấy cái gì? Đó là những cái chấm giống như hạt kê đấy, kích cỡ, kích thước trên dưới 63 micron, nằm rải rác ở cực sau, có màu vàng trắng, là người ta gọi là drusen. Bản chất của nó là lipofuscin, tức là những chất cặn bã của lớp biểu mô sắc tố, nguồn gốc của nó là từ lipid, và đấy là chất drusen. Và thứ hai nữa là biểu hiện của cái bệnh hoang điểm liên quan tuổi già, đó là gì? Sự biến đổi biểu mô sắc tố. Và tất cả những cái đấy nó sẽ làm cái gì? Tại vì nó xảy ra ở đâu? Xảy ra ở hoàng điểm. Cho nên cuối cùng thị lực sẽ bị mất. Tại sao thị lực bị mất? Vì thị lực được phụ trách bởi hoàng điểm. Hoàng điểm là nơi gì? Là nơi duy nhất tập trung của tí gì? Tế bào nó không có tế bào que. Và tóm lại giai đoạn cuối là thị lực giảm. Bệnh nhân phải dùng cái gì? Nếu mà không nhìn thấy thì dùng cái gì? Phải dùng cái gì? Gậy, chó, phải sờ, phải mò, phải có người dắt. À, lúc đó những cái người đấy họ sẽ lại phát triển những cái khác. Ví dụ họ thì ngửi thấy một cái cô nào đó, ngửi thấy một cái anh nào đó. À, mắt họ nhìn thấy, họ thì ngửi được cái gì? Khứ giác họ phát triển. À, lúc đó thì sao? Họ có thể sờ được. Và họ có thể sờ được hệ thống gì? Hệ thống chứng Braille. Họ có thể sờ được và vân 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 vân. Tóm lại là như vậy. À, rồi phân loại sẽ có hai loại: dạng khô và dạng ướt. Dạng khô người ta gọi là dạng không xuất tiết và không có tân mạch, chiếm đến 90-95% tất cả những khối hoàng điểm liên quan tuổi già. Và nếu như bị dạng khô thì nó sẽ chậm hơn và chiếm nhiều hơn, và không có phương pháp điều trị gì cả. Nếu như bị dạng khô chịu, không có thuốc gì cả. Và
có một cái giai đoạn đó là teo dạng bản đồ, gọi là geographic atrophy, GA, viết tắt của chữ G và chữ A. Người ta gọi là teo thoái dạng bản đồ là giai đoạn cuối của AMD khô. Dạng thứ hai ít gặp hơn nhưng mà có thể chữa được hơn, cho đến bây giờ có thể chữa, đó là dạng ướt ít hơn, tuy nhiên nó lại tiến triển nhanh hơn. Nếu không điều trị thì nó có thể dẫn đến mù ngay. Và biểu hiện của cái dạng ướt đó là những tân mạch hắc mạc. Đó là gì? Đó là bong cái lớp biểu mô sắc tố, CNV là viết tắt của chữ tân mạch hắc mạc, là choroidal neovascular. Và PAD là bong cái lớp biểu mô sắc tố, chữ D cuối cùng là detachment, và chữ P gọi là pigment epithelium, PAD. Và loại thứ ba đó là những cái tăng sinh mạch máu ở võng mạc, viết tắt của chữ AAP, chữ R, chữ A và chữ P, là retinol angiom proliferation, sự tăng sinh của những cái u mạch võng mạc. Và dạng cuối cùng đó là dạng những cái bệnh lý mạch máu hắc mạc dạng polyp, chữ P là cái tắt của chữ polyp, còn chữ C cái tắt của choroidal, còn chữ V cái tắt của vascular pathology. Như vậy thì cái biểu hiện của cái dạng ướt dạng tân mạch trong bệnh thoái hóa hoàng điểm liên quan đến tuổi già nó sẽ có ba cái kiểu như thế này, ba cái kiểu biểu hiện lâm sàng như này. Còn dạng khô duy nhất là một biểu hiện của gì? Của những blue dân, của những teo dạng bản đồ trên lâm sàng. Và xảy ra chỉ ở đâu? Chỉ mỗi hoàng điểm thôi. Đấy, nguy hiểm chỗ đấy. Nếu nó xảy ra chỗ khác chẳng sao cả, ở tay, ở chân chẳng sao cả, ở võng mạc, ở tất cả cái vùng ngoài vi chẳng sao cả, nhưng nó xảy ra ở mỗi hoàng điểm. Tại sao lại chỉ xảy ra ở hoàng điểm? Tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục. Như vậy thì các anh chị, đây là cái hình ảnh của hình ảnh của một cái thống kê học đương nhiên của nước ngoài làm thôi. Bệnh lý thoái hoàng điểm liên quan tuổi già chiếm những cái gì? Chiếm rất là cao, phải không? Chiếm 12%, đúng không? Ví dụ như cataract chỉ 8% thôi. Cataract có thể ở Việt Nam mình khoảng 8-10%, tức là cứ có 10% thì cứ có 10.000 dân, 1.000 dân thì có sao? 100 người thì có khoảng 8 người bị cataract. Coi là sao? Như vậy bệnh này là sao? 12%, như vậy là cái tỷ lệ của nó sao? Loco cũng nhiều. Như vậy nó đứng thứ gì? Đương cái bệnh tất cả nguyên nhân khác mình loại thì không nói chuyện, phải không? Chúng ta chỉ nói những bệnh lý này. Như vậy thì tỷ lệ của nó rất là nhiều. Tuy nhiên cái thống kê này nó cách đây 30-40 năm rồi mình không nói, nhưng để gợi ý thôi. Còn thống kê này ở nước ngoài, ở Việt Nam mình thì sao? Cái chưa biết được là bệnh gì là quan trọng nhất gây mù nặng nhất, nhưng mà nó cũng nằm trong cái kiểu như thế này. Như vậy các anh chị thấy rằng nó đứng thứ hai gây ra mù lòa trên thế giới, ví dụ như vậy. Như vậy nó quan trọng không? Rất là quan trọng. Vì vậy sao? Chúng ta phải sao? Chúng ta phải học thuộc, chúng ta phải biết bệnh này. Và tất nhiên ngày hôm nay tôi chỉ nói các anh chị một cách rất là tổng quát thôi. Còn người ta cứ nói mãi, có người cả đời người ta chỉ muốn cái bệnh này thôi. Và hiện nay thế giới đang có một cuộc cách mạng về cái bệnh lý đáy mắt. Và cái bệnh lý đáy mắt ấy, đỉnh điểm, cao điểm nhất đó là chính là bệnh này. Do sự xuất hiện của VGF, những chất mà chống yếu tố tăng sinh nội mạch, ví dụ như Lisantis hay Avastin, thì nó là cuộc cách mạng, nó là đang thời thượng nhất để điều trị được cái bệnh này. Như vậy, để cái hình này nó giúp chúng ta thấy rằng cái mức độ sao về thống kê học
là dịch tễ học rất là quan trọng của cái bệnh lý này, và các anh chị cần phải biết. Như vậy chúng ta nhắm mắt lại, sau này các anh chị sẽ về ở, có thể ở thành phố Hồ Chí Minh hay về Cần Thơ hay về Sóc Trăng hay Bạc Liêu hay Gia Lai, thì các anh chị nhắm mắt lại hỏi là cái ông ấy biết được dân số ở tỉnh mình có bao nhiêu người, huyện mình có bao nhiêu, xã mình có bao nhiêu người, các anh chị biết được là chúng ta có bao nhiêu bệnh nhân mà chúng ta cần điều trị, và chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch là cần phải mua máy này, cần phải sắm cái này, cần phải cái loại thế kia, là dựa trên gì, điều tra dịch tễ học, cơ cấu bệnh tật như thế này. Tất nhiên ở vùng, ngay cái vùng Hoàng Điểm, đây là hình ảnh của cái gì, của Hoàng Điểm, và chỗ này chỉ có cái gì, chỉ có lớp nhân của tế bào que và nón, và chỉ có lớp gì, lớp sợi thần kinh, đúng không? Không có lớp tế bào hạch, không có đám rối trong, không có đám rối ngoài, ví dụ như vậy. Và chỉ có gì, lớp biểu mô sắc tố ở chỗ này, thấy không? À, đây là một cái dụng cụ để chụp hình đáy mắt, cái này cũ rồi, cái này trông nó rất là cồng kềnh, đúng không? Ở đây hình ảnh của cái gì? Hình ảnh 3 chiều của OCT. À, đây là phương tiện chẩn đoán quan trọng nhất, hiện đại nhất hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới. Máy OCT có rất nhiều cơ sở tư nhân họ cũng mua được máy này. Sau này các anh chị sẽ phải sao? Sẽ phải về các anh chị muốn phòng khoa mắt của mình, tất cả mọi cái thì các anh chị sẽ phải mua cái máy này. Và cái máy để chụp cái 3 chiều này, đương nhiên cái thế hệ này là thế hệ không phải mới nhất, thế hệ bây giờ mới nhất bây giờ là OCTA rồi, nó có thể chụp được cả mạch máu, còn thế hệ này là thế hệ 3 thôi. Ở đây là những cái bảng Amsler, phải không, bảng để khám mắt, phải không? Đây là hình ảnh của chụp mạch hình quang. Khi chúng ta chụp mạch hình quang chúng ta có các gì thì động mạch. Thì động mạch, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ động mạch, thấy không? Ví dụ như thì đây cũng là thì động mạch, thấy không? Ví dụ như vậy. Sau đó rút dần, thấy không? Sau đó rút dần và đến thì tính mạch, ví dụ như vậy. Đó thì hắc mạc. Hình ảnh này nó cho chúng ta biết được cái gì đấy? Thì xuất huyết. Đây là những cái đám đỏ này cũng xuất huyết, phải không? Đây là xuất huyết là sao? Xuất huyết ở đâu? Đây là xuất huyết ở đâu? Không mấy loại xuất huyết. Ở bóng hoa không mấy loại xuất huyết. Sẽ có xuất huyết trước bóng hoa, xuất huyết trong bóng hoa, còn xuất huyết dưới bóng hoa. Đây là xuất huyết trước bóng hoa. Đây xuất huyết trong bóng hoa. Trong bóng hoa thì có hai loại, thấy không? Lớp nông và lớp sâu, ví dụ như vậy. Chúng ta có thể dựa trên hình ảnh của những xuất huyết này, chúng ta biết được lớp nông và lớp sâu. À, như vậy các anh chị sẽ phải học lại triệu chứng học bóng hoạt. Đây là hình ảnh của xuất huyết gì? Xuất huyết trước bóng hoạt. Cái này gọi là xuất huyết dịch kính được chưa? Cái này chưa gọi là xuất huyết dịch kính. Nếu xuất huyết dịch kính thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái giới hạn như này. Sắp sửa, có thể trong vòng một vài giây nữa, trong tích tắc nữa, có thể trong một vài ngày nữa thì nó sẽ sao, nó tràn ngập dịch kính, người ta gọi là xuất huyết pha lê thể hay dịch kính. Thì đây là xuất huyết trước bóng mạc, và tương đương cái hình này nó là chỗ này đây, phải không? Hình chỗ này đây, ví dụ như đây là xuất huyết ở đâu? Xuất huyết trong bóng mạc rồi, nhưng mà lớp gì? Lớp sâu. Xuất huyết đây ở đâu? Xuất huyết ở dưới bóng mạc. Xuất huyết dưới bóng mạc, như vậy đây là dưới bóng mạc. Và cái xuất huyết nó nằm ở đâu? Nằm ở giữa cái gì? Lớp que và nón, và phía trước của nó là gì? Lớp biểu mô sắc tố. Tại sao tôi lại quay lại cái chuyện sao là xuất huyết đấy? Vì nó liên quan đến gì? Đến bệnh lý thoái hóa hoàng điểm, liên quan đến tuổi già. Kiểu gì? Dạng gì? Dạng ướt. Tất cả đều liên quan đến như vậy. Các anh chị nhắm mắt lại, các anh chị phải biết được cái xuất huyết này nó nằm ở đâu, nó là dạng gì. Thoái hóa hoàng điểm AMD này nó là dạng khô hay dạng ướt? Và dạng khô thì sao, chiếm 90% không có xuất huyết, nhưng mà dạng ướt thì sao?
10% thôi, nhưng có xuất huyết là tất cả các xuất huyết này nó sẽ liên quan đến cái chuyện này. Vì bệnh lý này nó là bệnh lý xuất huyết võng mạc, tái đi tái lại nhiều lần. Và đây là sao, nằm ở đâu? Nằm ở lớp sao? Lớp que, sau lớp que của nó là dưới lớp gì đấy? Lớp tế bào biểu mô sắc tố. Ở đây là hình ảnh của cái gì? Hình ảnh của một cái cắt ngang, cắt đi chiều dọc của cái gì? Lớp biểu mô sắc tố. Lớp đây là lớp tế bào nó, đây là tế bào que. Và cái tế bào nó nằm ở đâu? Nằm trên cái lớp biểu mô sắc tố này. Và phía dưới này là mạch máu. Đây là những cái hình ảnh bình thường. Nhưng sao? Đó, hình ảnh này của gì? Của một cái tổn hại mạch máu này, có yếu tố tăng sinh nội mạc và hình ảnh lên tạo thành những cái tân mạch. Và cái tân mạch này sao? Nó len lỏi ở sao? Ở trên cái lớp này. Và cái tân mạch ấy nó sẽ sao? Nó không đủ bao nhiêu? Không đủ 3 thành phần. Lớp nội mô, lớp nội mạc, lớp trung mạc và lớp ngoại mạc. Và nó không đủ như vậy tất cả tân mạch. Và nó sẽ sao? Nó sẽ vỡ ra. Có thể tất cả những cái tân mạch ở đâu đều tốt, nhưng riêng tân mạch ở mắt không tốt. Đây cũng vậy, tất cả đây cái hình này nó sẽ nói như đây là mạch máu bình thường, tất cả như vậy, nghe không? Đây là bình thường và đây là những cái tổn hại. Nó nói cơ chế hình này, nó diễn tả cái cơ chế của cái gì, cái tổn hại gì? Tổn hại cái lớp biểu mô sắc tố do một cái nguyên nhân gì đó, cho đến bây giờ người ta vẫn chưa biết nó gây tổn hại lớp biểu mô sắc tố. Và nó sự xuất hiện của những chất là chất viêm trung gian, và tất cả chất viêm trung gian đấy nó sẽ hủy hoại những mạch máu, hình thành nên những cái tân mạch. Và những cái tân mạch này nó sẽ sao? Nó sẽ chui, nó sẽ luồn lách từ cái lớp nguồn gốc của nó là từ đâu? Từ hắc mạc. Đấy, chui dần dần lên cái lớp biểu mô sắc tố và chui dần lên các cái lớp võng mạc và sẽ gây xuất huyết. Và như vậy thì nhiệm vụ của cái gì? Nhiệm vụ của bác sĩ là phải sao? Phải chẩn đoán ra được cái tân mạch này bằng cái gì? Bằng soi lấy mắt. Bằng cái gì nữa? Bằng chụp mạch hình quang. Bằng cái gì nữa? Bằng OCT. À, ví dụ như vậy. Để phát hiện ra cái tân mạch này, sau khi phát hiện ra chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta phải hủy hoại cái tân mạch này đi. Bằng cái gì? Bằng sức nóng. Đó là cái gì? Bằng tia laser. Người ta sẽ bắn từ cái chỗ này là nó sẽ là trong suốt. Bắt đầu từ đây thì đi thì bóng mạc nó sẽ là trong suốt và sẽ sao? Sẽ bị ngăn cản bởi cái gì? Bởi lớp biểu mô sắc tố phía sau này. Thì người ta sẽ dùng tia laser, người ta tiêu diệt cái gì? Cái tân mạch gì đi, để ngăn cản sự gì? Sự xuất huyết, là diệt các cái tân mạch này bằng sức nóng, bằng tia laser. Sau này hiện đại hơn thì bằng cái gì? Bằng cái chất là chống yếu tố tăng sinh nội mạch, để tiêm cái chất vào để chống cái tân mạch. Lucentis hay Avastin. Ở đây tất cả đấy là những xuất huyết rồi. Rồi sinh lý. Các anh chị thấy tất cả yếu tố khởi phát. Yếu tố khởi phát là cái gì? Có thể sự già hóa, có thể do sự tiếp xúc với ánh sáng, có thể do sự chuyển hóa của lipid. Tất cả những cái đấy nó sẽ làm gì? Có thể do tiếp xúc ánh sáng rất nhiều. Do sao? Do cái vùng hoàng điểm ấy. Tất cả mọi người đều sao? Đều nhìn vào một cái vật đó. Thí dụ các anh chị nhìn mắt tôi, mũi tôi, và tôi ngược lại nhìn các anh chị như vậy. Thì như vậy tất cả cái tia sáng đấy nó sẽ hội tụ ở đâu? Nó sẽ hội tụ ở hoàng điểm. Và bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ lúc vừa chui ra khỏi cái gì, cái đường đấy, thấy không? Đứa trẻ khóc ra phát là bắt đầu nhìn thấy ánh sáng, là bắt đầu từ đấy, thấy không? Và bắt đầu cho đến lúc nào? Cho đến chúng ta phải chui vào một cái gì? Cái hòm đấy, thấy không? Như vậy thì sao? Cái vùng tiếp xúc nhiều nhất là cái gì? Là hoàng điểm. Tất cả những ánh sáng do sự tiếp xúc ánh sáng đấy, nó ánh sáng nó luôn nó chiếu vào đấy, và cho nên hoàng điểm là sao? Là hậu quả của đấy, và ánh sáng tập trung đấy, và ánh sáng chiếu vào thì sao?
nó sẽ gây biến đổi cái lớp gì, lớp biểu mô sắc tố. Ví dụ như có thể do sự già hóa, có thể do sự già hóa. Tại vì bệnh này sao toàn là xảy ra ở đâu, ở những người già thôi, phải không? Ví dụ như vậy. Cũng có thể do sự rối loạn chuyển hóa của lipid. Lipid là nằm ở đâu? Chính cái lớp biểu mô sắc tố đấy, nó có rất nhiều lipid. Tất cả hai cái đấy là tất cả yếu tố khởi phát đấy, và nó sẽ làm thay đổi cái lớp biểu mô sắc tố, và tất cả sự chuyển hóa đấy nó làm lắng đọng chất gì, chất thải, đó là lipophilin. Và chính cái chất thải lipophilin đấy nó không được vận chuyển, có thể do một nguyên nhân gì đó, nó cứ tích tụ lại. Nó giống như nhà của chúng ta hàng ngày được đổ rác, hàng ngày được xả, được bật bàn cầu, sổ đi, còn tích tụ lại thì sao? Tích tụ lại nó không được giải phóng ra, có một nguyên nhân gì đó. Không phải ai cũng bị thoái hóa điểm liên quan tuổi già cả, đúng không? Mà có thể do một cái nguyên nhân nó bị tắc cống. Cho nên cái tất cả các chất gì, chất thải đấy nó nằm ở trong nhà chúng ta và sao? Nó gây ra thoái hóa điểm liên quan tuổi già. Ví dụ như vậy. Như vậy thì đấy là gì? Đó là lắng đọng của lipophilin. Khi tất cả những cái đấy nó sẽ làm sao sao? Cái đống phân đấy nó nằm ở đây mãi mãi như vậy, nó tích tụ lại, nó sẽ làm sao mục nát cả cái chỗ này đi, ngấm nước rồi sắt xi măng nó sẽ mục đi. Sắt xi măng còn gì, còn mục những chi là gì, những chi là hoàng điểm, đúng không? Nó đơn giản nó là như vậy, nó sẽ gây ra đau cái vùng hắc mạc, bong cái lớp biểu mô sắc tố, nó sẽ tạo thành tân mạch hắc mạc, tất cả cái tân mạch nó vỡ ra, nó tạo thành gì, sẹo đĩa, và nó gây ra thoái hóa hoàng điểm liên quan đến tuổi già. Nó cũng giống như một cái đống phân nằm ở chỗ này, nó gây mục nát ở chỗ này, không được trở đi. Như vậy thì sao đây, các chị sẽ hình dung nó đơn giản như vậy thôi, cơ chế đơn giản như vậy, không cao siêu gì cả. Làm thế nào để nhớ mãi được như vậy, đơn giản nó như vậy. Đơn giản nó giống như là một cái gì đó chất thải không được vận chuyển, và giống như bãi rác ở Đa Phước ấy, ví dụ như vậy, hay ở một cái bãi rác ở chỗ nào đó không được vận chuyển, không được hàng ngày, và tất cả cái gì nó sẽ mục nát, sẽ thối rữa ở cái chỗ đấy đi. Và thối rữa ở đâu không biết, thì thối rữa đúng ở cái hoàng điểm đó, mà hoàng điểm đấy lại phụ trách cái gì, lại chịu lực, lại sắt rác, không nhìn thấy màu sắc, và ông ta bị mù, bà ta bị mù. Thế đơn giản nó là như vậy thôi. Đấy là cơ chế gì, bệnh sinh của thoái hóa hoàng điểm liên quan tuổi già. Dễ đâu, quá dễ đúng không? Nhưng mà sau này tôi sẽ hỏi lại, đúng không? Sau này sẽ có điều kiện gặp lại các anh các chị, nếu các anh chị học chuyên khoa 2 hay là cái gì đấy, đúng không? Và làm mình này tôi sẽ hỏi lại câu đấy, xem có diễn tả được như vậy không? Sau có diễn tả được giống như cái đống phân đấy không? Đơn giản như vậy, không được dọn dẹp đấy không?